Hello mọi người, đố các bạn đây là trái gì? Nè, các bạn nào biết đây là trái gì không? Đây là trái sake nha. Sake này ở nhà mình trồng á, hổng gài nó già rồi, cho nên hôm nay mình sẽ hái để làm món sake chiên. Các bạn có ăn món này bao giờ chưa? Mình sẽ thử làm món sake chiên ướp đường nha. Bây giờ cùng mình làm nha. Bây giờ thì mình sẽ gọt vỏ trái sake này ra nha. Trái sake này nó cũng chín chín á, có chỗ nó bị thối á, trái này thì nó rụng chứ mình không có hái. Mình sẽ bỏ mấy cái phần thối này đi. Cái này thì các bạn có thể rang bột nha, rang bột chiên xù ấy. Hổm là món sầu riêng chiên đúng không? Hôm nay mình sẽ làm sake chiên. Mọi người khi gọt vỏ ấy, thì mọi người nhớ bỏ nước, bỏ vào cái thao nước á thì mũ nó không có xi, nó không có dính tay. Nếu không á là cái tay đỏ tươi à. Nhưng mà tại chỗ này mình làm ở ngoài mé sông, mé dũng á, mà dũng nước chưa có lớn nên mình không có nước để rót vào. Bây giờ mình sắc xong rồi, mình sẽ bỏ vô đây một tí đường để mình ướp nha. Ướp mà khoảng 5 phút rồi mình chiên. Trời cũng tối rồi á, mình quay vào lúc 5 giờ chiều. Giờ cũng sắp tối rồi, cho nên mình chỉ ướp đây 5 phút thôi. Đây là thành quả nãy giờ mình chiên nè. Nhiều lắm cho nên mình chia làm hai phần. Bây giờ trời cũng sắp tối rồi cho nên mình chiên trước một phần. Mình ăn cho các bạn coi. Đây, các bạn chiên thấy nó vàng vàng như vậy là được nha. Ăn thì nó ngon hơn cái vỏ sầu riêng bữa hổm á. Và trái sake này cũng mềm á, cho nên là nó không có ngon bằng trái sake cứng. Các bạn ướp đường ngọt ngọt ăn hết. Mình thì không có tẩm bột chiên xù nha. Người ta tẩm bột chiên xù vô chấm với tương ớt sẽ ngon hơn. Mình không có tẩm bột chiên xù nhưng mà mình vẫn chấm với tương ớt đại. Mọi người xịt miếng tương ớt vào.
cay cay. Ngon lắm các bạn ơi, ngon lắm luôn ấy. Thử nha, các bạn thử nha, ngon lắm á. Sake chiên chấm tương ớt. Nó cay cay ngọt ngọt. Đây bữa đường á, ngon luôn. Ăn không cũng ngon, mà chấm với tương ớt cũng ngon nữa. Nếu mình ăn nhiêu đây 5 phút. Các bạn thích video của mình thì nhớ like cho mình nha. Nhớ like với share giúp mình. Cái sake này do nó rụng ấy, nên là nó cũng mềm. Mình nhớ hồi xưa nhà mình đâu có trồng sake đâu, toàn vô bờ ta hái không à. Hồi đó là xuống cái cồn ấy, đi xuống dưới cồn là bến phà đi qua cái cồn ấy, cồn ốc ấy, để mà hái. Ở chỗ đó thì chắc của nhà nước cho nên không ai canh, nhưng mà cũng sợ bị chửi cho nên là hái lén không à. Hồi đó thì còn nhỏ cho nên đi ăn trộm với mấy thằng nhóc trong xóm. Mình chơi toàn trai không à. Hồi nhỏ mình chơi với con trai không à. Mình chơi đá banh, bắn cu ly, không có chơi nhảy dây nha. Chỉ chơi mấy cái trò con trai thì chơi thôi. Tại xóm mình cũng ít con gái ấy, cho nên chơi với con trai không à. Hồi đó hái về chủ yếu là nấu đường. Bây giờ nhà trồng thì nó rụng cái đống không ăn. Hồi đó không có thì vô nhà ta hái xin ăn trộm. Nhưng mà giờ trồng cái đống thì không ăn. Nói gì các bạn có thể nấu với nước cốt dừa nè, hoặc nấu đường không. Nấu nước cốt dừa thì mình cảm thấy ăn rất ngán. Hoặc là chiên như vậy. Chiên như vậy ngon nhất. Mình thích chiên như vậy nhất. Mình còn một phần mình chưa chiên á. Nãy giờ video cũng dài rồi. Thôi mình dừng video đây nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Các bạn nhớ vào Facebook để kết bạn với mình nha. Nhỏ lớn chạp xin mẹ đẻ tới giờ đang tấm ảnh không được tâm lai. Nên là ai mà quý hay quý quý mình á thì vô Facebook kết bạn tương tác với mình nha. Mốt mình sẽ live trên Facebook nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Nếu thích video về chủ đề gì á thì comment cho mình biết. Với lại là góp ý về video của mình nữa nha. Các bạn thấy không hay chỗ nào thì các bạn cứ góp ý cho mình. Bye bye các bạn nha.